Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta hướng đến một năm 2020 rất đặc biệt với những con số về MDRT cao nhất từ xưa đến bây giờ. Để đạt được điều đó, Bộ Phận Huấn luyện cam kết sẽ mang lại cho các bạn những chương trình huấn luyện đặc biệt nhất trong và ngoài nước. Các chương trình hướng tới làm cách nào để các bạn có một tư duy, một suy nghĩ đúng đắn để trở thành một thành viên MDRT. Các chương trình liên quan đến quy trình bán hàng, làm cách nào để các bạn có thể tìm kiếm khách hàng tốt nhất, khách hàng chất lượng nhất, và từ đó làm cách nào để các bạn có thể đóng được những hợp đồng cao nhất. Bên cạnh đó, làm cách nào để các bạn có thể hiểu được tâm lý khách hàng để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất, từ đó để khẳng định cái vị trí của mình để trở thành MDRT, COT và TOT trong năm 2020.